Xin chào tất cả các em đến với chương trình dạy học trực tuyến bộ môn thể dục khối 6. Ngày hôm nay các em sẽ học môn cầu lông, thể thao tự chọn, chạy cự ly trung bình. Về phần nội dung yêu cầu bài học. Thứ nhất, về môn cầu lông, các em sẽ ôn các động tác hỗ trợ kỹ thuật đánh cầu thấp tay bên phải, bên trái, kỹ thuật giao cầu ngắn. Về yêu cầu bài học, học sinh thực hiện được các kỹ thuật đã ôn và nắm được kỹ thuật giao cầu ngắn. Thứ hai, về nội dung chạy cự ly trung bình, các em ôn các động tác hỗ trợ kỹ thuật chạy giữa quãng, trò chơi phát triển sức bền. Về yêu cầu bài học, học sinh nắm được kỹ thuật chạy giữa quãng của chạy cự ly trung bình. Tay 2
6, 7, thôi, động tác thứ 4 là động tác cầm thân. Đem cuối người xuống và chúng ta giữ hai lần 8 nhịp. Đầu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Sau đây các em sẽ vào nội dung bài học. Nội dung đầu tiên đó là môn cầu lông. Ngày hôm nay các em sẽ ôn các động tác bổ trợ, các động tác múa vợt, tân cầu mặt trái, mặt phải vợt. Các em ôn kỹ thuật đánh cầu thấp tay bên phải, bên trái. Các em xem video clip ở slide tiếp theo và thực hiện theo cho thuần thục. Em cầm vợt lên, cầm bằng tay thuận, dùng vợt, dùng tay thuận xoay vợt trên đầu, linh hoạt khớp cổ tay. Ngược lại, lăng vợt phải trái theo hình số 8 nằm ngang, chú ý cái biên độ tay rộng ra. Hiện là 8 nhịp. Lăng vợt phải trái này, từ sau ra trước. 1. Bên phải, bên trái, liên tục. Vút mạnh cổ tay này. Vút mạnh cánh tay vào, gấp mạnh cổ tay. Như vậy là chúng ta đã nóng người lên rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần cơ bản nhé. Phần cơ bản của buổi tập ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tập cho cô ôn cái kỹ thuật đánh cầu thấp, thuận tay, trái tay. Trước khi vào ôn tập, cô giáo nhắc lại yếu tố kỹ thuật. Khi cầu của đối phương đánh sang phía sân mình mà ở trong vòng cái bán kính xung quanh người chúng ta, cách chúng ta khoảng 1 đến 2 mét thôi, thì chúng ta mới sử dụng cái kỹ thuật di chuyển đơn bước đánh cầu thấp, thuận tay, trái tay. Còn nếu mà cầu nó rơi ở cái bán kính xa hơn thì chúng ta sẽ sử dụng kỹ thuật đấy, di chuyển đa bước để đánh cầu. Và nó ở tầm thấp thì mới đánh cầu thấp thuận tay hoặc là thấp trái tay. Chúng ta chia ra làm 4 trường hợp và sau đây cô giáo sẽ hướng dẫn các em từng trường hợp một. Trường hợp thứ nhất là khi cầu của đối phương đánh sang 1/4 vòng tròn phía bên phải ở trước mặt chúng ta, thì chúng ta sử dụng kỹ thuật đánh cầu thấp thuận tay và kết hợp với di chuyển đơn bước để đánh cầu thấp thuận tay như sau. Từ tư thế
chuẩn bị. Hai chân rộng bằng vai, gối khuỵu lưng cong, mắt quan sát hướng cầu tới và mặt vợt thì cao ngang trán. Khi cầu của đối phương đánh sang 1/4 vòng tròn phía bên trái ở trước, cách chúng ta khoảng 1-2 mét, thì chúng ta lấy chân trái làm chủ, đạp mạnh chân phải, đưa ra phía trước một bước dài hay ngắn, tùy thuộc vào vị trí rơi của quả cầu. Nếu mà nó rơi xa thì chúng ta dùng bước dài, còn nếu rơi thật gần thì chúng ta dùng bước ngắn. Sau đó thực hiện đưa tay vung tay cầm vợt từ trước ra sau lên cao, xuống dưới ra trước, tiếp xúc cầu, bẻ cổ tay ra khi tiếp xúc cầu này. Tiếp xúc cầu ở tầm ngang gối bên phải. Khi tiếp xúc cầu thì chúng ta gập mạnh cái cổ tay này lên để tiếp xúc với cầu. Sau đó nhanh chóng đặt cái chân phải để trở về tư thế chuẩn bị ban đầu, ứng phó với những cái quả cầu tiếp theo. Kem quan sát cô giáo làm nhanh. Chuẩn bị này. Khi chúng ta tập cái bài này thì các em phải tập mô phỏng như cô vừa tập xong độ khoảng 10 lần cho nó quen kỹ thuật. Sau đó thì chúng ta có thể nhờ bạn tập tung cầu hoặc là đánh cầu sang phía bên phải ở phía trước chúng ta với bán kính cách chúng ta khoảng 1-2 mét, và chúng ta liên tục đánh những cái quả cầu ở cái vị trí đó nhiều lần để hình thành cái kỹ năng vận động cho cái kỹ thuật này. Trường hợp thứ hai là khi đối phương đánh cầu sang sân mình mà ở cách chúng ta 1-2 mét trong cái bán kính vòng tròn là 1-2 mét này, và ở phía bên trái thì chúng ta sử dụng kỹ thuật tiến trái đơn bước đánh cầu thấp trái tay. Khi sử dụng kỹ thuật này, các em lưu ý từ tư thế chuẩn bị như lúc nãy cô giáo đã phân tích. Chúng ta lấy chân trái, vẫn lấy chân trái làm trụ, đạp chân phải bước sang bên trái một bước dài hay ngắn tùy thuộc vào vị trí rơi của quả cầu. Đặt chân phải sang, đồng thời xoay người ra phía sau, lưng hướng trước, tay cầm vợt đưa từ ở đây ra sang trái ra sau, xuống dưới ra trước, tiếp xúc cầu ở ngang gối trái, và khi tiếp xúc cầu thì gấp mạnh cái cổ tay lên, sau đó đạp chân chạ phải về tư thế chuẩn bị. Em quan sát cô giáo làm mẫu nhanh. Chuẩn bị đạp lên. Đấy. Em thấy là chúng ta phải xoay được cái thân trên ra sau để tạo cái đòn bẩy dài ra, đánh tay đòn dài thì lực nó mới mạnh được. Còn nếu các em vẫn hướng mặt về trước này thì động tác sẽ không có lực. Thứ ba là khi đối phương đánh cầu sang bên sân chúng ta mà nó rơi ở cầu rơi ở 1/4 vòng tròn phía sau bên trái, cách chúng ta khoảng 1-2 mét, thì chúng ta sẽ sử dụng kỹ thuật lùi phải đơn bước đánh cầu thấp thuận tay. Các em quan sát này, từ tư thế chuẩn bị, lấy chân trái làm trụ, bước chân phải ra sau, xuống sang ra sau, chuyển trọng tâm ra chân sau, đưa vợt ra phía sau, sang phải ra sau, xuống dưới ra trước, tiếp xúc cầu ở tầm thấp dưới gối, gấp mạnh cổ tay khi tiếp xúc với cầu, sau đó đạp chân phải về tư thế chuẩn bị. Trong quan sát của nó làm nhanh. Chuẩn bị này. Lưu ý là sau khi thực hiện xong thì phải đưa về tư thế chuẩn bị nhé. Trường hợp thứ tư, khi cầu của đối phương rơi ở 1/4 phía sau bên trái, chúng ta sẽ lấy chân phải làm trụ, lùi chân trái về sau một bước, độ dài bước dài hay ngắn tùy thuộc vào vị trí rơi của quả cầu, đồng thời xoay chân trên sang trái, lưng hướng về phía đối phương, đồng thời đưa tay cầm vợt ra phía sau, xuống dưới ra trước, tiếp xúc cầu ở tầm thấp dưới gối, ngang gối. Khi tiếp xúc cầu thì gấp mạnh cổ tay. Đấy. Sau đó đặt chân trái về tư thế chuẩn bị. Các em quan sát cô giáo làm nhanh. Đối với những cái bài tập dạng này, các em lưu ý là mình chưa tập quen thì chúng ta phải thực hiện với cái mô phỏng động tác như vừa rồi cô giáo làm. Sau đó chúng ta
sẽ nhờ đồng đội, nhờ bạn tập của mình đánh cầu phục vụ cho mình sang có chủ đích sang nửa phải hay là nửa trái, ở đằng trước hay ở đằng sau, và nên tập nhiều lần một động tác để hình thành kỹ năng vận động thì việc thực hiện kỹ thuật nó sẽ dễ dàng hơn. Tiếp theo, các em ôn kỹ thuật giao cầu ngắn, tư thế chuẩn bị. Vị trí phát cầu có thể ở phía sau đường phát cầu gần khoảng 10-50cm và gần với đường trung tâm. Cũng có khi ở sau vạch phát cầu gần và gần đường biên dọc. Người phát cầu đứng mặt hướng về lưới, vị trí hai bàn chân đứng tách trước sau, chân trái hoặc chân phải ở trước đều có thể được, hoặc hai chân song song. Các em quan sát hình vẽ bên cạnh. Hình số 1 là cách các em cầm cầu. Các em cầm cầu trên hai ngón, ngón trỏ và ngón cái cầm trên các lông cầu. Hình thứ 2 là hình các em cầm vợt. Và hình thứ 3 là hình các em thực hiện tung cây vợt để đánh vào quả cầu. Về động tác giơ vợt, thân người các em hơi lao về trước, trọng tâm cơ thể rơi vào chân trước, tay phải co khuỷu, sử dụng cách cầm vợt trái tay và đưa vợt ngang ra ở khoảng ngang thắt lưng, mặt vợt ở dưới cạnh bên trái cơ thể, tay trái, ngón tay cái và ngón tay trỏ giữ chắc 2-3 chiếc lông cánh cầu, núm cầu chút xuống. Về động tác vung vợt phát cầu, thân cầu đối diện thẳng với mặt trước của vợt. Khi đánh cầu, cẳng tay kéo theo cổ tay cắt đẩy ngang ra trước, làm cho đường bay vòng cung của cầu cao hơn mép trên của lưới và rơi vào khu vực gần đường phát cầu gần. Xin chào các bạn, sau đây chào mừng các bạn đã quay lại kênh YouTube của mình. Và video lần này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách phát cầu trong đánh đôi. Đầu tiên về cách cầm vợt thì các bạn cầm vợt như đánh mặt ve, như đánh cái bò nhỏ ở cái video trước mình có nói, đó là các bạn sẽ tì ngón cái vào đây. Và về phía chân các bạn đứng thì các bạn có thể đứng chân phải lên trước, hoặc là các bạn có thể đứng hai chân bằng nhau như thế này. Và có một điều nữa là trong cầu lông phong trào thì ít khi trọng tài có thể bắt các bạn phát cao tay, nên các bạn cố gắng là đưa cao vợt lên như này để mình không bị mất cái lợi thế trong phát cầu. Về cách cầm quả cầu thì các bạn sẽ cầm vào cái lông cầu như thế này, chứ các bạn không cầm cả cái tay vào quả cầu như này, các bạn chỉ cầm dùng hai ngón cầm ở cái phần phía lông cầu ấy thôi. Và các bạn sẽ giơ tay ra phía trước mặt. Các bạn có nhiều người có thói quen là giơ thẳng hoặc là giơ vừa tầm như này, và đặc biệt các bạn không nên để sát người quá. Các bạn có thể giơ thẳng hết tay hoặc là giơ vừa tầm, nhưng mà riêng mình thì mình sẽ giơ cái quả cầu này ở vừa phía trước mặt, không thẳng quá. Và khi các bạn tiếp xúc vào mặt quả cầu thì các bạn cái tay cầm cầu các bạn chú ý là giữ nguyên, khi các bạn không được lắc quay lung tung. Nhiều bạn, rất có nhiều bạn là khi phát quả cầu như này rồi cầm như này, thì lúc phát quả cầu thì các bạn lại nghiêng cái quả cầu như này làm quả cầu bay sang kia, nó không được chuẩn. Và cái điểm tiếp xúc của cầu thì các bạn sẽ tiếp xúc vào cái phần này của mặt vợt, nó sẽ là ở đây chứ không phải ở giữa mặt vợt. Cái điểm tiếp xúc khi phát cầu nó sẽ là ở đây, ở cái chỗ đoạn này. Và khi các bạn dùng lực thì các bạn mới tập chơi, mình nên nói cho các bạn mới tập chơi phần cơ bản thôi, thì các bạn không nên dùng mũi cổ tay để đánh sang. Thì các bạn mới tập chơi, các bạn rất khó kiểm soát được cái lực của mình, thì các bạn sẽ lên là dùng cả cái cẳng tay này của mình đưa sang như này, chứ các bạn không vẩy mũi cổ tay như này. Các bạn sẽ dùng lực của cả cái cánh tay này để đưa vào cầu sang thẳng như thế này. Nó sẽ như này. Đầu tiên các bạn tập thì các bạn nên tập đưa đều tay như mình vừa hướng dẫn vừa rồi, là các bạn đưa đều tay sang như này. Chứ các bạn là khi bạn mới tập đánh thì các bạn đừng nên tập để mỗi vợt này các bạn đánh sang như này.
để mỗi các bạn đánh thang này thì khi các bạn đối tập chơi các bạn rất khó kiểm soát lực, thì các bạn nên hát như mình vừa hướng dẫn là các bạn sẽ đưa cả cái cẳng tay về sang, bạn sẽ đưa cả như này sang. Đó là như thế. Và các bạn mình quên không nói về cái mặt vợt các bạn tiếp xúc, thì các bạn sẽ thẳng cái mặt vợt sang như này. Đầu tiên các bạn cứ thẳng mặt vợt như này, các bạn để ở cầu và các bạn đánh đưa thẳng cái mặt vợt vào quả cầu như thế này. Nhưng các bạn không chéo, không úp, tại vì đầu tiên cơ bản các bạn ở tập thì các bạn tập dễ nhất thì các bạn cứ thẳng cái mặt vợt vào quả cầu như này, các bạn đưa thẳng sang, các bạn đưa thẳng cái tay này sang đều như thế này. Đấy, nó sẽ như thế. Trong quả phát bổng thì các bạn sẽ cũng để vợt y như quả phát ngắn như thế, nhưng các bạn sẽ lấy đà về đằng sau dài hơn một chút để mình có thể có cái lực búng ra đằng sau đủ. Khi các bạn để ngắn quá như này, các bạn búng luôn, thì đối với các bạn mới tập chơi thì cái lực tay các bạn không đủ thì các bạn khó có thể phát được quả bổng sau, thì các bạn sẽ đưa lực lấy đà về đằng sau dài hơn một chút, búng quả cầu lên. Và khi quả bắt bổng các bạn sẽ không thẳng mặt vợt như này nữa, mặt vợt các bạn hơi ngửa lên trên như này thì quả cầu nó mới bổng được. Các bạn sẽ hơi lấy đà về sau một chút để lấy một ít lực, có nghĩa là như thế. Quả phát bổng của này, quả phát ngắn thì các bạn sẽ dùng lực của cả cái cánh tay này đẩy sang từ từ. Nhưng quả phát bổng thì các bạn sẽ dùng lực thêm của cái cổ tay của các bạn, các bạn sẽ dùng cái lực để búng. Khi đoạn gần tiếp xúc cầu các bạn sẽ búng vào cầu để cho tạo cái lực để cho quả cầu nó bay bổng ra đằng sau. Còn khi quả phát ngắn thì các bạn sẽ thả lỏng, các bạn đẩy vừa lực thôi để cầu qua mép lưới. Khi ở phát lỏng, tạo như này, thả lỏng, các bạn đẩy cả tay như thế. Còn khi quả phát bổng thì các bạn sẽ dùng thêm lực búng cái cổ tay của các bạn lên để phát quả cầu có thể được bổng. Đấy, nó là như thế. Và một điều nữa trong phát bổng là các bạn lưu ý, các bạn không nên phát cầu tà, mà các bạn nên phát bổng qua cái tầm tay của đối thủ, để tránh khi các bạn phát cầu tà quá đối thủ có thể đập nhanh mà các bạn không kịp lùi về các bạn chuẩn bị. Thì tốt nhất là các bạn sẽ phát ra hai cái điểm ở hai góc xa. Thì bây giờ mình sẽ phát cho các bạn xem. Thì đây mình sẽ ví dụ, nếu phát ô 1 thì các bạn sẽ phát ra góc xa kia, có lẽ như này, các bạn phát cầu cao bổng lên. Đấy, các bạn sẽ phát ra góc xa đấy. Và tương tự như ô 2 thì các bạn cũng phát ra góc xa bổng của bên này. Được rồi thì các bạn sẽ tập nâng cao lên, là các bạn sẽ tập phát ra các điểm trên sân. Và như trong video mình chỉ thì ở trong một ô đỡ bắt cầu là nó sẽ có 6 điểm như thế kia, 6 điểm mà mình sẽ đặt 6 ống cầu, và các bạn sẽ tập phát ra các điểm để đến lúc các bạn trong ứng dụng trong thi đấu thì các bạn sẽ không bị đối thủ bắt bài trong cái quả phát cầu của các bạn. Rồi là chia sẻ cá nhân của mình về quả phát cầu trong đánh đôi. Thì hy vọng những chia sẻ của mình sẽ giúp ích được cho các bạn nào muốn cải thiện cái quả phát cầu đấy. Và hy vọng sẽ gặp lại các bạn trong video tới. Và các bạn nhớ subscribe kênh của mình để theo dõi nhiều video hay về cầu lông hơn nữa nhé. Xin chào. Nội dung thứ hai mà các em học đó là chạy cự ly trung bình. Ngày hôm nay các em tiếp tục ôn các động tác hỗ trợ kỹ thuật chạy.
Đó là động tác đá lăn trước, động tác bước ngang, động tác bước chéo. Về động tác bổ trợ kỹ thuật chạy, động tác đá lăn trước, chân đá lăn ra trước, chú ý thẳng chân, thân trên hơi ngã ra trước, hai tay hơi co, đánh phối hợp tự nhiên với chân. Các em nhìn hình bên cạnh và thực hiện theo nhiều lần cho thực hiện thuần thục. Động tác bổ trợ thứ hai đó là động tác bước ngang. Khi di chuyển sang bên nào thì chân bên đó sẽ bước sang ngang, đồng thời chân còn lại bật nhảy theo, thân trên thẳng, tay co tự nhiên. Khi di chuyển, tay phun tự nhiên theo thân mình. Các em quan sát hình vẽ kế bên và thực hiện theo. Động tác bổ trợ thứ ba của kỹ thuật chạy cự ly trung bình đó là động tác bước chéo. Hình thứ nhất, tư thế chuẩn bị, hai chân đứng rộng bằng vai, hai tay buông tự nhiên. Hình thứ hai, bước 1, chân trái bước sang ngang. Hình thứ ba là bước 2, chân phải bước chéo ra trước. Hình thứ tư là bước 3, chân trái bước sang ngang. Hình thứ năm là bước 4, chân phải bước chéo ra sau. Chân tuần tự thực hiện các bước ngang trước, ngang sau. Trong quá trình thực hiện, mắt nhìn thẳng về trước, thân trên thẳng kết hợp với xoay hông theo bước chân, tay vung tự nhiên. Các em quan sát hình vẽ và thực hiện theo sau nhiều lần để thực hiện thuần thục. Nội dung ôn tiếp theo của chạy cự ly trung bình đó là các em ôn kỹ thuật chạy giữa quãng. Kỹ thuật chạy giữa quãng chúng ta có hai phần, đó là kỹ thuật chạy trên đường thẳng và kỹ thuật chạy trên đường vòng. Về kỹ thuật chạy trên đường thẳng, khi chạy đầu giữ thẳng, mắt nhìn theo hướng chạy, thân trên hơi ngã ra trước. Khi chân ở phía trước, tích cực nâng đùi và tiếp đất bằng nửa trước bàn chân. Khi chân ở phía sau, đập mạnh duỗi thẳng, đưa người về phía trước, tay co tự nhiên, đánh phối hợp trước sau với chân để giữ thăng bằng cho cơ thể. Các em quan sát hình vẽ và thực hiện theo cho thuần thục. Về kỹ thuật chạy trên đường vòng, khi chạy trên đường vòng, đầu giữ thẳng, mắt nhìn theo hướng chạy, thân trên hơi nghiêng vào trong đường vòng, tay phải đánh rộng hơn tay trái và phối hợp tự nhiên trước sau với chân, bàn chân hướng vào trong. Các em quan sát hình vẽ. Nội dung tiếp theo của chạy trượt ly trung bình đó là các em học trò chơi phát triển sức bền. Ngày hôm nay các em sẽ học trò chơi chạy tiếp sức vượt chướng ngại vật. Về mục đích của trò chơi là phát triển khả năng phối hợp vận động, nhanh nhẹn, khéo léo, bền bỉ. Dụng cụ cần chuẩn bị: vật chuẩn, phấn viết, bục gỗ hoặc chướng ngại vật thấp, đồng hồ bấm giờ, còi. Về cách thực hiện, người chơi chia thành các nhóm. Sau hiệu lệnh, tiếng còi hoặc tiếng vỗ tay, bạn đầu tiên chạy nhanh đến bục rồi bật chụm chân qua, tiếp tục lò cò từng chân, sau đó chạy luồn qua các vật chuẩn và chạy về vị trí ban đầu, chạm tay bạn tiếp theo. Lần lượt mỗi bạn thực hiện cho đến hết nhóm. Nhóm nào hoàn thành nhanh nhất là chiến thắng. Các em quan sát hình vẽ ở bên cạnh. Phần nội dung bài học đã kết thúc. Sau đây là phần dặn dò. Các em thực hiện kỹ thuật di chuyển đơn bước, đánh cầu thấp tay và kỹ thuật giao cầu ngắn như video bài học nhiều lần cho thuần thục. Thứ hai là các em thực hiện kỹ thuật tân cầu và ném bóng thường xuyên để chuẩn bị kiểm tra học kỳ 1 khi các em đi học trở lại. Thứ ba là ứng dụng bài học chạy bền. Các em luyện tập chạy bền để nâng cao sức khỏe, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Phần bài giảng ngày hôm nay đã kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong tiết dạy sau. Chúc các em nhiều sức khỏe và học tập tốt.